Chào các bạn, một câu chuyện hết sức kinh ngạc được ghi lại ở khúc sông nhỏ phía sau nhà. Vào một buổi sáng nọ, người đàn ông phát hiện có hai con cá lóc nhỏ bơi lạc vào khu vườn nhà mình. Sẵn tiện còn một chút ít thức ăn thừa, ông ta đã đem cho nó. Thật kinh ngạc, vào ngày hôm sau, nó dẫn bạn bè đến rất nhiều, dự định rằng chúng sẽ có thêm một bữa ăn miễn phí. Sau khi ghi lại được khoảnh khắc này, người đàn ông đã chia sẻ câu chuyện kỳ lạ của mình lên mạng xã hội và đã có rất nhiều độc giả đã cho ra những lời khuyên cực kỳ ý nghĩa đối với bầy cá lóc nhỏ. Còn bạn, bạn có ý tưởng gì cho việc chăm sóc bầy cá nhỏ cực kỳ thân thiện này? Có nên chăm sóc nó hay trả nó lại con sông? Có một vài thông tin mà có thể bạn chưa biết về dòng cá lóc nhỏ này. Cá lóc là một trong những dòng cá bản địa của khu vực Đông Nam Á. Trong lưu vực sông Mekong, loài cá này sẽ di chuyển từ những dòng sông chính và các vùng thường xuyên có nước sang vùng ngập lụt trong mùa mưa, và quay trở lại dòng sông chính khi nó bắt đầu vào mùa khô.